Rồi bây giờ ví dụ như là thầy sẽ find place, thầy đưa cái đề vô thì thầy sẽ lấy một hình nào đó bất kỳ. Đây ví dụ như lấy hình cô gái ha. Cô gái này là một nè, hai, cô nhỏ lại. Thì đây là cái bài chúng ta làm ở đây hay là Photoshop á. À, ví dụ với cái hình này nè, clip in mask thì có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ hình clip, hình clip ra chọn là không màu ha, viền nó viền màu màu đỏ. Ok, tại đang quay phim lại rồi thì cái hình này nè, chúng ta tô cái màu để phân biệt nó nằm ở đâu, không viền. Rồi chúng ta để hình này nó ở trên cái hình chúng ta muốn lấy á, rồi chọn cái hai ha, rồi chuột phải chọn cái hình này vẽ hình tròn đi, chọn cho nó đẹp. Rồi chọn cái hai nè, chuột phải là chọn make clipping mask ha, thì nó cắt cái hình á, nó cắt hình á. Nói chung là trong Photoshop á, cắt hình thì dễ, nhưng trong AI á, thì chúng ta phải dùng cái lệnh nào đó thì mới làm được nha, nó không có chuyên về bên sensor sửa hình ảnh. Đó, chúng ta vẽ hình tròn rồi. Màu có cái màu này đó để phân biệt, biết là nó ở phía trên thôi. Chọn hết cái hai, chọn make clipping mask, chuột phải make clipping mask thì nó cắt lại cái hình này. Được chưa? Đây là các cách hình như vậy. Thì cái này cũng vậy nè, ví dụ chữ blue sky hay là chọn cái chữ gì đó bất kỳ. Thì bây giờ cái hình này nè. Cái hình này nè, chúng ta muốn lồng ở trong này. À, chúng ta chọn cái hai nè. Chuột phải make clipping mask. Đó. Thì cái hình cái hình đó nó sẽ lọt vô cái chữ này. Đối với trường hợp này á, là cái chữ nó lọt vô cái hình. Bây giờ thầy sẽ copy ra một cái khác. Rồi, cái hình này cho lên trên. À, lên trên. Chọn hết. Make clipping mask. Không được nha, không được. Mà bắt buộc này cái hình nó phải dưới chữ ở trên. Đó, thì cái phần nổi trên nó cắt cái dưới này, cái lên trên cắt cái dưới mấy cái bạn đó là như vậy ha. Thì chúng ta sẽ có cái này, cái hình nó sẽ lọc bên trong cái chữ. Vấn đề kế tiếp nữa đó là chúng ta vẽ cái nền này, chúng ta cho cái màu bất kỳ à, mà cho nó ở dưới đó, cho nó ở dưới. Thì cái này nè, thì chúng ta sẽ tạo cho nó một cái shadow, cái bóng đổ màu của nó đó. Chúng ta sẽ lấy cái màu trong cái bảng điều khiển, Window Color ha, Window Color này đó. Chúng ta sẽ hút màu trong này nè cho nó dễ đó, hút màu trong này nè, nó màu sáng này. Rồi bây giờ cái bóng đổ, cái shadow trong AI, shadow trong AI thì chúng ta vô Effect, Effect chúng ta chọn là Starline, chọn Drop Shadow ha. À, là tạo bóng đổ trong AI, Effect Starline, chọn Drop Shadow, chúng ta chọn cái này đó thì có bóng đổ xuất hiện. Thì cái bóng này nè AI á, nó sẽ khác với cái bóng bên Photoshop, có nghĩa là cái kết quả thì giống nhau nhưng cái bóng bên AI á, nó sẽ nặng hơn, cái chỉnh thì khó hơn. Ví dụ như là vị trí của nó nè, đây là vị trí của chụp X ha. Còn bên đây với Photoshop nó mình kéo rất là dễ nha, bên này thì làm khó hơn. Nó định nghĩa bên vector thì nó sẽ khác với cái hình ảnh bình thường. Đó. Còn cái blur nè, nếu ta cho bằng không thì cái bóng rất là sắc nét. Bóng rất là sắc nét nha, y chang luôn. À, vậy ngược lại, blur bằng 5 thì bóng sẽ mờ lại, mờ biên cái đó. Nha. Opacity 100%. Đó, nó đặt hơn là ok. Đó, thì cái này cách tạo bóng, cách tạo bóng đổ trong AI nha. Và clipping mask, tức là lồng một cái hình nó vô trong một một cái đối tượng khác nha. Đó, cách làm như vậy đó, như vậy chúng ta làm được cái hình này rồi. Sẵn tiện thì mở luôn cái bài kế tiếp luôn. Clipping
Mask, mở cái bài mặt nạ số 2. Mặt nạ 1 nè. Rồi, cái mặt nạ 1 nè. Thằng này có nghĩa là chúng ta cũng chèn hình vô á. Chèn hình vô thì cũng fireplace, ví dụ thì đưa về cái hình tương tự hình hồi nãy. Lấy hình bên này đi, cô gái. Rồi, thì cái hình này chúng ta copy ra nè. Đây là cái đề nha, cái đề mình tham khảo thôi, cái đề mình tham khảo thôi, bây giờ mình sẽ làm riêng. Rồi, bây giờ chúng ta vẽ hình ellipse. Rồi, sau đó mình sẽ copy cái này ra ngoài một cái nữa để dành đó. Hai cái này chọn hết cả hai nè, chuột phải make label mask nó ra hình này. Còn cái khung này chúng ta đưa gọn vô lại, đưa cái khung gọn vô lại và chúng ta sẽ không màu, không màu ha. Thì cái hình này á thì chúng ta sẽ được sẽ gán gán cái viền vô cho nó. Gán cái viền á thì chúng ta sẽ vô cái phần là brush brush này nè. Đó, thì chúng ta chọn mấy cái mẫu brush, chọn bất kỳ một cái nào đó ở đây rồi mình nest, mình kiếm cái mẫu cho phù hợp nha. Brush, nhớ là brush nha, brush thì nó có cái thư viện này nè. Rồi chúng ta nhấp vô thì cái viền đó, nó sẽ gắn vô cái hình của chúng ta nè. Đó, nó có rất nhiều cái mẫu viền ở đây đó, mình gắn vô thì nó gắn vô cái viền này, và chúng ta sẽ tăng giảm cái độ dày của nó đó, để mình có được cái viền cho phù hợp. Rất nhiều mẫu viền đó, ví dụ vậy nè. Đấy nha, nó ra mình viền trang trí rất là đẹp đó, ví dụ vậy nè, lung linh luôn ha. Đó, ok, xem mời lúc mình làm thử cái phần này. Đây, phần 1 là cắt hình trước nè ha, cắt hình trước. Sau đó đưa hình vô chữ nè, tạo bóng đổ nè. Bên đây là y chang như vậy, nhưng mà cái viền của nó đó là chúng ta lấy cái viền bất kỳ trong cái brush, trong cái brush nó gắn vô này. Rồi, ok, xin mời lúc mình làm tiếp phần này.